Năm 2017, Ronaldo thời còn thi đấu cho Real Madrid giơ cao ảo đấu sau khi ghi bàn trong trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha. Cụ thể, sau khi lập công, Ronaldo cởi áo đấu rồi giơ lên cao khoe trước mặt cổ động viên Barca. Tình huống này giống như những gì Messi làm tại sân Bernabeu ở La Liga cuối mùa trước. Thời điểm đó, sau khi ghi bàn quyết định giúp Barca giành chiến thắng 3-2, M10 cởi áo đấu lên trước mặt cổ động viên Real. Pha ăn mừng khiến Ronaldo phải nhận một thẻ vàng và đó là khởi nguồn cho việc anh bị rút quyền thi đấu sau đó chỉ 3 phút. Tuy nhiên, anh đã kịp trả món nợ với M10 và Barcelona. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Hồi tháng 4 năm 2017, trong một ngày, Messi lập cú đúp giúp Barca giành chiến thắng 3-2 trước Real tại La Liga. Ronaldo chỉ biết im hơi lặng tiếng. Và dĩ nhiên sau trận đấu đó, CR7 đã trở thành đối tượng bị fan cuồng của Messi cũng như là Barca đem ra châm chọc, chế giễu. Và ngày trở lại đối đầu với Barca tại siêu cúp Tây Ban Nha chính là dịp để ngôi sao người Bồ trả thù. Cùng xem lại diễn biến chính của trận đấu ngày hôm ấy. Trận này, huấn luyện viên Zinedine Zidane không để Ronaldo đá chính ngay từ đầu. Việc này phần nào khiến các cổ động viên Real Madrid có phần hụt hẫng, nhưng đây lại là quyết định vô cùng sáng suốt của huấn luyện viên Zidane. Trở lại sau một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, Ronaldo cần được tiếp cận trận đấu theo cách của anh để có thể bắt nhịp và bùng nổ. Bên kia chiến tuyến, Barca cũng xuất phát với những ngôi sao tốt nhất hiện có. Đã quá hiểu nhau nên cả Barca và Real đều nhập cuộc khá thận trọng. Đội bóng xứ Catalan là những người kiểm soát bóng tốt hơn như những trận đấu trước đó. Tình huống đáng kể đầu tiên trong trận đấu thuộc về Barca với pha khống chế rồi dứt điểm uy lực của Luis Suarez, song không thể gây ra nhiều khó khăn cho Keylor Navas. Phút 18, Isco dứt điểm góc gần nhưng mà bóng đi thiếu chính xác. Casemiro dính thẻ vàng do phạm lỗi với Lionel Messi ở phút 20 của trận đấu. Tiếp đó, Messi có cơ hội thực hiện cú sút phạt sở trường ở phút 25. Sau khi anh bị cầu thủ Real phạm lỗi ngoài vòng cấm, và kết thúc của siêu sao Argentina đưa bóng qua được hàng rào nhưng mà đi sạc xà ngang. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân huấn luyện viên Zidane suýt chút nữa đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 37. Gareth Bale có pha dứt điểm nhanh và trái phá trong khu vực 16-50 sau nỗ lực kiến tạo của Isco, nhưng mà thủ môn Stegen đã phản xạ nhanh để cứu nguy cho đội nhà. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được các chân sút đôi bên tạo ra trước khung thành của nhau trong 45 phút đầu tiên, nhưng mà bàn thắng vẫn không đến trong sự chờ đợi của hơn 80.000 khán giả. Sang hiệp 2, phút 48, Messi quyết định đi bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, anh đã ngã xuống sau một loạt tác động của Ramos và Carvajal. Trọng tài không cho Barca hưởng 11m. Theo đánh giá của Sky Sport, thì đó là quyết định đúng đắn. Ramos và Carvajal đã vào trúng bóng. 2 phút sau, hậu vệ Marcelo đi bóng lắc léo bên cánh trái trước khi tạt bóng cực kỳ khó chịu, khiến Pique trong pha lao về cản phá vô tình đốt lưới nhà. Sau pha bóng này, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, hai đội chơi ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn. Chỉ ít phút sau khi Delofeu dứt điểm chệt cuộc dọc Real, Los Blancos có câu trả lời. Dani Carvajal ập vào dứt điểm, song Jordi Alba đã cứu nguy cho đội chủ nhà ngay trước vạch vôi. Cristiano Ronaldo được tung vào sân thay cho Benzema ở phút 58. Bên phía Barca, Denis Suarez cũng được trao cơ hội thay cho Deulofeu.
Phút 59, Suarez bật cao đánh đầu hiểm hóc, chỉ tiếc là Keylor Navas đã xuất sắc cản phá. Trong khi đó, Ronaldo có pha ngã người bắt vô lê ở phút 70 nhưng lại thiếu chính xác. Không lâu sau khi Busquets bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Barca được hưởng phạt đền trong tình huống Luis Suarez bị thủ môn Navas phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Uruguay đã cố tình ăn vạ. Trên chấm 11m, Messi dễ dàng đánh lừa người gác đền của Real để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Kể từ thời điểm này, kịch tính của trận đấu siêu kinh điển này được đẩy lên cao độ. Trong một đợt phản công nhanh ở phút 79, Ronaldo nhận bóng từ Isco, anh loại bỏ Pique trước khi cứa lòng trong chân phải hoàn hảo, găm bóng vào góc cao trong sự bất lực của Stegen. Quá vui sướng sau khi làm tung lưới đại kinh địch, CR7 đã chấp nhận bị phạt thẻ vàng khi mà cởi áo ăn mừng. Đó là một bàn thắng ngoạn mục, nhưng cách Ronaldo ăn mừng lại khiến cho nhiều người hâm mộ Barca nóng mắt. CR7 chạy đến khán đài và cởi áo ra, khoe cơ bắp và nâng chiếc áo lên cao trước các cổ động viên đối phương tại Camp Nou. Đương nhiên bất cứ ai cũng nhận ra đây là cách Ronaldo chế giễu Messi sau khi ngôi sao của Barca ăn mừng tương tự trong lần ghi bàn vào lưới Real Madrid hồi tháng 4 năm 2017. Vào ngày hôm đó, Messi cũng cởi áo giơ về phía các cổ động viên đối phương để ăn mừng. Cả hai ngôi sao đều phải nhận thẻ vàng cho lễ ăn mừng, nhưng Ronaldo sau đó trả giá đắt hơn. Bởi chỉ 2 phút sau bàn thắng này, anh phải nhận thẻ vàng thứ hai rồi sân vì trọng tài cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha ăn vạ trong pha va chạm với hậu vệ Umtiti. Nhưng thêm một lần nữa, trọng tài lại xử lý thiếu chính xác bởi pha quay chậm cho thấy Umtiti đã có tình huống cài người với Ronaldo. Quá oan ức, Ronaldo đã có hành vi không đẹp khi đẩy trọng tài chính. Điều này có thể khiến Ronaldo nhận án phạt nặng. Được chơi hơn người, Barca tiếp tục dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Nhưng mà khi nỗ lực của họ vẫn chưa mang về kết quả, thì lưới Marc-André Ter Stegen đã lại một lần nữa rung lên. Phút 90, cũng với một đường phản công cực nhanh, sao trẻ Marcos Asensio đã băng lên đón đường chuyền của đồng đội, rồi tung cú sút xa cực hiểm, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Real. Đó là một tuyệt phẩm thực sự và cũng xuất phát từ phản công. Cú sút cực kỳ uy lực từ ngoài vòng cấm địa của Asensio đã đi vào góc gần nhưng mà vẫn rất hiểm hóc, khiến Ter Stegen bó tay. Điều đáng nói, Asensio ghi bàn trong bối cảnh Real chỉ còn có 10 người. Với chiến thắng cách biệt, đội bóng Zidane sẽ bước vào lượt về với tâm lý khá thoải mái, dù họ không thể có được đội hình mạnh nhất. Quay trở lại với màn ăn mừng của Ronaldo sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, đây không phải là cách ăn mừng bộc phát mà được chuẩn bị rất kỹ. Marcelo đã nhặt chiếc áo Ronaldo quăng đi rồi đứng chờ để trao lại cho đồng đội Bồ Đào Nha. Ronaldo đáp trả hành động của Messi 4 tháng trước. Có lẽ vậy, cũng có thể CR7 còn một ẩn ý nào khác thông qua việc giơ cao chiếc áo để ăn mừng. Dù thế nào đi chăng nữa thì có thể nói CR7 đã thành công trong việc trả đũa fan của Barca 4 tháng trước đã chế nhạo anh. Dù phải nhận thẻ đỏ nhưng mà thành thực mà nói, Ronaldo cũng cảm thấy khá hài lòng. Bạn nghĩ như thế nào về trận đấu này? Để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.